Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Gangnam Kelly đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn, hoặc sửa lại những phần sửa hư và sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện Gangnam Kelly qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789, hoặc gửi email là thẩmmyvienkangnamkelly@gmail.com, thẩmmyvienkangnamkelly@gmail.com. Để biết thêm chi tiết, cảm ơn thẩm mỹ viện Gangnam Kelly rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là bà Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Janet Yellen đã có mặt trong hội nghị G20 đối diện với những câu hỏi liên quan tới việc mà ông Joe Biden rút lui ra khỏi cuộc tranh cử. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ bà Janet Yellen đang đối diện với hàng loạt các câu hỏi của các nhà lãnh đạo tài chánh của khối G20 trong tuần lễ này, khi mà đặt câu hỏi về lời cam kết của Hoa Kỳ trong chính sách sau khi mà ông Tổng thống Joe Biden rút ra khỏi cuộc tái tranh cử và có khả năng ông Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Bà Yellen trong ngày thứ hai đã bắt đầu chuyến bay tới Brazil để tham dự hội nghị của khối G20, được xem là lần đầu tiên mà chính quyền của ông Joe Biden đã bắt đầu có mặt ở trên chính trường quốc tế kể từ khi mà ông Joe Biden đã quyết định là rút ra khỏi cuộc tranh cử vào hôm Chủ nhật vừa qua và nhường lại cũng như là endorse cho bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Bà Janet Yellen đã đến Rio de Janeiro để gặp gỡ với lại các quốc gia ở trong khối G20 giữa lúc mà Hoa Kỳ đang tìm cách tăng mức tăng trưởng cũng như là tìm cách thúc đẩy về cái nguồn năng lượng xanh, gia tăng thêm các cái ngân hàng phát triển để cung cấp cho những cái chương trình gọi là khí hậu toàn cầu, và trong đó gần như nhắm vào việc hỗ trợ cho những quốc gia nghèo khó. Tuy nhiên thì bà ta đã đối diện với rất nhiều những câu hỏi liên quan tới việc mà ông Joe Biden rút ra khỏi cuộc tranh cử, và đồng thời bà đoán chắc rằng vẫn hỗ trợ cho Ukraine, và để nói thêm về vấn đề gọi là khả năng sản xuất của Cộng sản Trung Quốc. Và những câu hỏi được đặt ra với bà ta trong khối G20, trong đó là tình trạng của Hoa Kỳ sẵn sàng có những cái liên hệ tới cái chính sách của họ trong vấn đề đối ngoại. Đó là một trong những phái đoàn của Liên hiệp Âu Châu ở hội nghị G20. Phái đoàn này đã hỏi về việc mà chiến thắng của ông Trump và lời cam kết của Hoa Kỳ trong vấn đề về khí hậu môi trường, về thuế cũng như những một số những vấn đề căn bản khác mà chính quyền trước đây Joe Biden đã cam kết, trong đó bao gồm luôn việc đánh thuế các công ty xuyên quốc gia cũng như là thúc đẩy cái chương trình khí hậu toàn cầu. Và bà ta lên tiếng và bà ta nói rằng bà ta vẫn đang tập trung vào những chính sách một cách toàn diện, và chúng ta đã nhìn thấy được nếu như ông Trump quay trở lại thì không biết rằng cái chính phủ chính sách này có thể bị thay đổi hay không, và dường như đang có một cái chủ nghĩa đa phương đã bị cản trở bởi sự quay trở lại của ông Trump. Bà Janet Yellen cho biết bà tập trung vào hội nghị G20 là những thách thức của toàn cầu nhiều hơn là nói tới vấn đề gọi là nội tình của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, số lượng những đoàn lữ hành di dân bất hợp pháp đã bắt đầu tìm cách tràn qua biên giới của Hoa Kỳ giữa lúc mà họ e ngại rằng biên giới sẽ bị đóng cửa. Hàng trăm di dân từ hàng chục quốc gia đã rời khỏi khu vực biên giới phía nam của Mexico vào ngày Chủ nhật và bắt đầu tiến về phía bắc tới biên giới của Hoa Kỳ. Những thành viên của nhóm này nói rằng họ hy vọng sẽ đạt được tới biên giới của Hoa Kỳ trước khi mà có cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11, bởi vì họ e ngại rằng nếu như ông Trump thắng thì ông sẽ ngăn chặn và sẽ đóng cửa biên giới dành cho những người tìm kiếm tị nạn. Chúng tôi đang thử thách với lại những cái quyền được cho phép và nó có thể bị ngăn chặn. Đó là lời phát biểu của Miguel Salazar, được xem là một di dân đến từ El Salvador. Ông này e ngại rằng chính phủ mới của ông Trump có thể sẽ ngăn chặn tình trạng mà di dân bất hợp pháp tràn qua biên giới thông qua các cơ quan bảo vệ biên giới, và trong đó có thể sẽ ngăn chặn và đóng cửa biên giới. Đây được xem là một trong những cái làn sóng mới của những người di dân bất hợp pháp muốn tràn qua biên giới của Hoa Kỳ. Hiện nay mọi người đều muốn sử dụng cái lộ trình này, theo lời của ông Salazar, 37 tuổi cho biết. Và nhóm này đã rời khỏi cái biên giới phía nam của Mexico có tên gọi thành phố này là Ciudad Hidalgo để bắt đầu tiến tới dọc theo dòng sông từ Mexico ở với lại Guatemala, và một số người cho biết họ đang chờ đợi là để di chuyển tới phía bắc của Mexico, tức là phía nam của biên giới Hoa Kỳ. Và các di dân này đang tìm cách từng nhóm một đã biến thành những cái đoàn lữ hành. Họ liên tục đi tới biên giới của Hoa Kỳ. Trong đó rất nhiều người đã mong muốn rằng sẽ đến được biên giới của Hoa Kỳ trước khi mà có cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của
quốc tế và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế và Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu có thể sẽ gặp gỡ ông Trump trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông. Thủ tướng Do Thái, ông Benjamin Netanyahu đã yêu cầu gặp gỡ với cựu Tổng thống Trump trong tuần lễ này sau khi mà ông tới viếng thăm Hoa Kỳ theo tường trình của tờ Politico đưa ra. Việc này đưa ra giờ là có mối quan hệ giữa lúc mà ông Netanyahu và ông Tổng thống Joe Biden dự tính là sẽ có cuộc họp vào ngày mai thứ ba. Và nó sẽ không diễn ra nếu như mà ông Joe Biden đã không thể phục hồi trong cái con COVID-19 theo tường trình của tờ Time of Israel cho biết vào ngày thứ hai. Và tòa Bạch Ốc cho biết là ông Joe Biden hiện nay đang nằm được xem là ở cái thế gọi là biệt lập và ông phải tự cách ly ở Delaware và sẽ trở lại Washington DC khi mà ông cảm thấy là ông test là negative lại với lại cái con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Netanyahu dự tính viếng thăm Hoa Kỳ trong tuần lễ này và sẽ nói chuyện trong cái phiên họp của Quốc hội vào ngày thứ tư, trong đó sẽ kêu gọi lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ cho Do Thái trong cuộc chiến chống lại nhóm Hamas do Iran hỗ trợ trên dải Gaza. Và ông Netanyahu và ông Trump những ngày gần đây đã có sự thảo luận của hai quốc gia, của hai lãnh đạo, đặc biệt là ở Florida, theo tường trình cho biết, và chỉ ra hai nguồn tin thân cận. Ông Trump vẫn chưa đồng ý gặp gỡ, tuy nhiên ông cũng không bác bỏ cái ý kiến này. Và trong đó thì hiện nay vẫn chưa biết là ông có gặp được ông Netanyahu hay không, bởi vì tiếp sau đó thì ông Trump sẽ có một cuộc rally vào ngày thứ năm ở tại North Carolina và ông Netanyahu tính là sẽ viếng thăm sau khi mà ông Joe Biden đã rút ra khỏi cuộc chạy đua vào tổng thống và endorse cho bà Kamala Harris để thay thế vị trí của ông ta ra tranh cử. Cuộc gặp gỡ với ông Trump trong tuần lễ này có thể giúp cho ông Netanyahu xây dựng được những chính sách của ông ta ở vùng Tây Ngạn và dải Gaza cùng với việc chiến dịch tranh cử của ông. Và cái chiến dịch của ông nhắm lại quân sự nhắm vào nhóm Hồi giáo Hezbollah và đồng thời sẽ giúp cho ông Trump có cơ hội thành lập được một cái cuộc đối thoại với ông Netanyahu trong lúc mà bà Kamala Harris đang vận động tranh cử. Đây được xem là một trong những chi tiết khá quan trọng trong chuyến đi tuần này của ông Netanyahu tới Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và sau cái biến cố của công ty Microsoft ảnh hưởng các ngân hàng, các công ty hàng không trên toàn thế giới, một ủy ban tại Hạ viện đã yêu cầu tổng giám đốc của công ty CrowdStrike, một công ty phụ trách về an ninh của công ty Microsoft, phải ra điều trần về tình trạng mà ngưng hoạt động này. Một ủy ban đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ đã yêu cầu ông tổng giám đốc của công ty CrowdStrike là George Kurtz ra điều trần về tình trạng mà đã bị ngưng hoạt động trên toàn cầu trong thời gian vừa qua. Theo tường trình của tờ Washington Post đưa ra vào ngày thứ hai, chỉ ra một ủy ban của Hạ viện. Và CrowdStrike được xem là một công ty cập nhật về các cái nhu liệu liên quan tới an ninh đã bị hư hỏng trong tuần lễ vừa qua và làm khiến cho ảnh hưởng tới cái hệ thống vận hành của công ty Microsoft là Windows và khiến cho dịch vụ này ảnh hưởng trên toàn cầu, bao gồm các kỹ nghệ về ngân hàng, về hàng không và kể cả chăm sóc sức khỏe. Và Microsoft cho biết việc nào ảnh hưởng ngày hôm thứ Bảy vừa qua, khoảng 8.5 triệu cái Windows của công ty này đã bị ảnh hưởng. Và giờ đây thì công ty CrowdStrike sẽ được mời ra điều trần trước Quốc hội về tình trạng an ninh của công ty này khi mà họ bị ngưng hoạt động do tình trạng bị lỗ hổng về an ninh của công ty CrowdStrike. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo mới nhất cho biết là ông Joe Biden đã trì hoãn việc tái tranh cử, rút lui ra khỏi cuộc tái tranh cử sau khi có sự lo ngại về cơ hội bà Kamala Harris có thắng được ông Trump hay không. Ông Tổng thống Joe Biden vẫn chưa sẵn sàng rút ra khỏi cuộc tái tranh cử với những lo ngại của ông ta và những viên chức cao cấp của ông ta khi bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã bắt đầu phải đối diện với cựu Tổng thống Donald Trump theo tường trình của tờ Axios đưa ra vào ngày thứ Hai, chỉ ra ít nhất là 3 phụ tá của Joe Biden đã nhắc về vấn đề này. Ông Joe Biden, 81 tuổi, được xem là tổng thống già nua nhất của Hoa Kỳ, đã quyết định là rút ra khỏi cuộc tái tranh cử này sau vài tuần lễ, bị đảng Dân Chủ áp lực ông ta tiếp theo cuộc tranh luận đầy thất bại của ông ta với ông Trump. Và ông Biden đã viết một bản statement vào ngày Chủ nhật là ông ta rút ra khỏi cuộc chạy đua, bởi vì đây là quyền lợi tốt nhất cho đảng phái của ông ta và cho quốc gia, và cho đó tập trung vào vấn đề để tiếp tục thúc đẩy những cái chương trình mà ông ta lúc còn tại vị. Và hiện nay thì mối quan hệ của bà Harris và văn phòng của tòa Bạch Ốc trở nên căng thẳng hơn. Các phụ tá của tòa Bạch Ốc đôi khi đã tin rằng là bà Kamala Harris đã không tham gia vào cái cuộc chạy đua chung và bà này dường như là đã có giữ một khoảng cách với ông Joe Biden. Ngược lại thì nhóm phụ tá của bà Harris đã lên tiếng và nói rằng toán làm việc của ông Joe Biden đã không muốn cho bà Harris có một cơ hội tỏa sáng và trong đó gần như là tìm cách ngăn cản bà Kamala Harris. Một số viên chức cao cấp của bà Harris nói với những người khác rằng họ đã thấy được cái tình trạng mà những nhân viên làm việc cho Joe Biden trong tòa ốc và những nhân viên làm trong việc trong chiến dịch tranh cử của Joe Biden đã có một thái độ không khác gì
là thời trước mà Obama đã đối với lại Joe Biden. Đây được xem là một trong những cái cuộc rạn nứt giữa bà Kamala Harris và ông Joe Biden. Mặc dù rằng ông Joe Biden vừa tuyên bố là ông ta rút lui là sẽ endorse ngay cho bà Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cuộc rút lui của ông Joe Biden ngày hôm nay thì một thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã lên tiếng yêu cầu nội các của ông Joe Biden là phải kích hoạt cái tu chính án số 25 sau khi mà ông ta ngưng lại cái chiến dịch tranh cử của ông ta. Bản tin mới nhất cho biết thì thượng nghị sĩ Eric Schmidt đã thúc giục các thành viên trong nội các của Joe Biden, bao gồm luôn bà phó tổng thống Kamala Harris, là kích hoạt tu chính án số 25 nhắm vào ông Joe Biden theo tường trình của đài Fox News đưa ra. Ông Schmidt đã gửi lá thư cho tất cả thành viên trong nội các của ông Joe Biden vào chiều ngày thứ Hai, chỉ một ngày sau khi mà ông Joe Biden đã ngưng lại cái chiến dịch tái tranh cử của ông ta dưới áp lực về nội bộ của ông ta sau khi mà đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông ta. Và ông Joe Biden thay vào đó, ông ta đã đề cử bà Kamala Harris đã để thay thế ông ta ra tranh cử vào năm 2024. Và trong lúc mà ông ta rút ra khỏi cuộc đua thì Tòa Bạch Ốc vẫn tiếp tục cho rằng là ông ta sẽ tiếp tục hoàn tất cái nhiệm kỳ tổng thống của ông ta tới ngày 25 tây tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên bên đảng Cộng Hòa bao gồm luôn các thành viên và kể cả cựu tổng thống Trump đã đặt câu hỏi về ông ta có khả năng ở lại cho đến hết nhiệm kỳ hay không. Ông Schmidt trong ngày thứ Hai gửi ra là một lá thư cho nội các, bao gồm luôn cả bà Harris, thúc giục họ là kích hoạt tu chính án số 25. Có rất nhiều những tuyên án cho rằng dù dùng cái tu chính án số 25 này là có thể giúp cho ông Joe Biden có thể rút ra khỏi cái ghế tổng thống, và ông ta đã quyết định là không có khả năng để trở thành một ứng cử viên. Vậy thì chính quyền của ông ta làm sao có thể phục vụ trong vai trò của tổng thống? Ông Schmidt đã nói với đài truyền hình Fox News. Và hiện nay đây là quyền lợi của an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và quyền lợi của Hoa Kỳ. Do đó ông Joe Biden cần phải từ chức hoặc là phải đối diện với cái tu chính án số 25. Ông Schmidt cho biết là dưới chính quyền của ông Biden và bà Harris, người dân Hoa Kỳ đã tranh đấu một cách gọi là mỏi mệt trong vấn đề tài chính, và dường như người dân Hoa Kỳ đã đi thụt lùi với thế giới, và gần như đã có rất nhiều những di dân bất hợp pháp tràn vào biên giới phía nam của chúng ta. Nếu Joe Biden có khả năng điều hành cái guồng máy chính phủ, ông ta vẫn có khả năng điều hành tất cả những cái chính sách này. Tuy nhiên thì rõ ràng ông ta đã không đủ khả năng, và giờ đây ông ta thừa nhận rằng ông ta không thể đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống trong nhiệm kỳ kế tiếp. Có nghĩa là ông ta cũng không đủ khả năng để tiếp tục duy trì ghế tổng thống cho tới ngày 20 tây tháng 1 năm 2020. Và ông yêu cầu tất cả thành viên trong nội các và kể cả bà Kamala Harris là kích hoạt tu chính án số 25. Trong tu chính án số 25, khi mà tổng thống là có vấn đề về sức khỏe hoặc là không đủ sức là gọi là lãnh đạo quốc gia, thì phó tổng thống là chủ tịch của thượng viện sẽ cho họp nội các và đưa ra quyết định là có nên dùng tu chính án 25 để tước quyền tổng thống hay không, và nếu được họ đồng ý thì sẽ chuyển qua cho quốc hội để thực hiện thủ tục này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay và Kamala Harris ngày hôm nay, bà Kamala Harris đã được hậu thuẫn bởi trên phân nửa các đoàn đại biểu cần thiết để được đề cử theo tường trình của đài Fox News đưa ra. Bà phó tổng thống Kamala Harris đã có đầy đủ hơn nửa đại biểu đoàn có thể mà cần thiết để mà được đề cử vào vai trò tổng thống theo tường trình của hãng thông tấn AP. Trong bản báo cáo ngày thứ Hai, trên 1.000 phái đoàn, đại biểu đoàn đã nói với các cơ quan truyền thông là họ dự tính sẽ ủng hộ cho bà Harris ở trong đại hội đảng của đảng Dân Chủ. Và trong đó, hơn phân nửa cái đại biểu đoàn này là cần thiết để mà được đề cử ra tranh cử cho đảng theo tường trình của hãng thông tấn AP đưa ra. Và hãng thông tấn AP cho biết là cuộc thăm dò này là một cách bán chính thức. Các đoàn đại biểu của đảng Dân Chủ đều tự do bỏ phiếu và chọn ứng cử viên của họ trong cái cuộc đại hội đảng vào tháng 8 sắp tới đây sau khi mà ông Joe Biden rút lui. Tuy nhiên thì theo cái quy tắc của đảng Dân Chủ thì ứng cử viên cần phải có 1.976 đại biểu đoàn trong cái cuộc đầu phiếu đầu tiên để có thể thắng được sự đề cử theo tường trình của hãng thông tấn AP. Và ông Joe Biden rút lui ra khỏi cuộc tranh cử vào ngày thứ Hai, endorse cho bà Kamala Harris, và ông ta nói rằng cần phải chiến thắng. Và hiện nay thì gần như là bà Kamala Harris đã hội tụ đủ hơn cái số yêu cầu là quá bán của các đại biểu đoàn trên toàn quốc để có thể được đề cử ra làm ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Dân Chủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì ông Joe Manchin đã bác bỏ tất cả những cái lời đề nghị hoặc là những cái ý tưởng cho rằng ông ra tranh cử tổng thống sau khi ông Joe Biden rút lui. Tuy nhiên, ông lên tiếng và cho rằng bà Kamala Harris đã quá cực tả và ông ta không endorse cho bà Kamala Harris.
thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ là ông Joe Manchin đáng lý là sẽ có một cái cuộc nói chuyện vào ngày thứ hai. Tuy nhiên thì ông nói rằng ông không có dự tính ra tranh cử chức tổng thống theo cái trang YouTube của ông đã đưa lên. Và thượng nghị sĩ Joe Manchin hiện nay là của đảng độc lập thuộc tiểu bang West Virginia. Trước đây là ông thuộc đảng Dân Chủ, đã đưa ra lời nói chuyện với lại một số nhân vật xung quanh cái dư luận cho rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống nếu như mà ông Joe Biden rút lui và ra khỏi cái cuộc chạy đua này. Và ông Manchin hiện nay được xem là một trong những người phục vụ lâu dài ở trong đảng Dân Chủ đã cho biết rằng là việc mà rút lui của ông Joe Biden là phù hợp. Tuy nhiên thì ông cho rằng là phía của bà Kamala Harris quá cực tả và không đủ để có thể được sự endorse của ông. Và ông đã không lên tiếng và endorse cho bà Kamala Harris. Và theo tường trình của các cái công ty truyền thông gồm có CNN, Washington Post, Wall Street Journal, The Hill và CBS cho biết là ông Manchin đang duyệt xét việc tái tranh cử lại trong vai trò là đảng Dân Chủ trong cái việc gọi là tranh cử chức tổng thống. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ chuyện này trong ngày thứ hai. Và trong đầu năm nay thì người ta tiên đoán rằng ông có thể đại diện cho đảng độc lập ra tranh cử. Tuy nhiên, tất cả đều được bác bỏ và ông nói rằng ông không tái tranh cử chức thượng nghị sĩ và cũng không tranh cử chức tổng thống. Và ông lên tiếng cho biết là việc mà đảng Dân Chủ chọn bà Kamala Harris, ông cũng sẽ không endorse trong lần này bởi vì bà này quá cực tả. Ông đã cho biết là too far to the left và ông nói rằng ông muốn nhìn thấy bà Kamala Harris, người phụ nữ phó tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và là người phụ nữ đầu tiên gốc Á Châu và gốc da đen làm phó tổng thống, sẽ là một cái vai trò trung tâm để quy tụ tất cả các cử tri trên toàn quốc. Nếu bà ta không làm vậy, bà ta cũng chỉ là một cái thứ rác rưởi mà thôi. Đây là lời phát biểu của ông Joe Manchin đã đưa ra. Và hiện nay thì đảng Dân Chủ đã dường như thúc đẩy việc mà hỗ trợ cho bà Kamala Harris sau khi mà ông Joe Biden rút lui. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các viên chức ở tại Pennsylvania nói rằng họ đã không được cơ quan mật vụ cho phép đến gần và hoạt động trong cái trung tâm chỉ huy của cơ quan mật vụ trong cuộc rally của ông Trump ở tại Pennsylvania, nơi mà ông bị ám sát hụt. Bản tin mới nhất cho biết thì cảnh sát địa phương ở Pennsylvania đã nói với các thành viên trong quốc hội là họ không được phép bước chân vào cái trung tâm chỉ huy của cơ quan mật vụ trong cái rally của cựu tổng thống Trump ở Butler, Pennsylvania trong ngày 13 tây tháng 7 theo tường trình của dân biểu của Đảng Cộng hòa là Mark Green, là chủ tịch của ủy ban gọi là an ninh nội địa của Hoa Kỳ. Trong đó thì ủy ban này gồm có lưỡng đảng đã cho gọi là mời tất cả những nhân viên địa phương lên để mà tường trình về tất cả những diễn biến diễn ra trong ngày 13 tháng 7 vừa qua, ngày mà ông Trump đã bị bắn hụt ở tại Pennsylvania. Và chủ tịch của ủy ban này là ông dân biểu Mark Green cùng với lưỡng đảng đã bắt đầu nói chuyện với lại một số những nhân vật tại đây. Và bình thường thì theo tường trình của các viên chức cảnh sát địa phương, họ đã hoàn tất tất cả những cái tổ chức trong quá khứ cùng với cơ quan mật vụ và luôn có những người của họ là cơ quan mật vụ sẽ kiểm soát toàn bộ trung tâm chỉ huy và trong đó không cho phép bất kỳ ai bước vào cho bất kỳ một lý do nào. Đó là lời phát biểu của ông Green nói với lại đài truyền hình Fox News khi mà ông đã có cuộc phỏng vấn và nói chuyện với lại các giới chức cảnh sát của địa phương. Ông Green vốn là một cựu lục quân và trong đó ông nói rằng dường như đã có sự thiếu liên lạc giữa cơ quan công lực của tiểu bang và liên bang. Và trong đó các nhà lập pháp cho rằng là dường như là có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan mật vụ. Trong khi đó thì một cố vấn đặc trách về pháp lý và phân tích về hình sự của đài truyền hình Fox News có tên là Paolo Magro, vốn là cựu chỉ huy trưởng của lực lượng cảnh sát LYPD, nói rằng là trung tâm chỉ huy địa phương thông thường là do đại diện của các nhân viên công lực can dự tới việc mà thành lập tất cả những cái mạng lưới an ninh trước khi mà xảy ra cái biến cố. Và trong đó thì họ nói rằng là họ đã không được phép gọi là kiểm soát hoặc là bước chân vào cái trung tâm chỉ huy của lực lượng mật vụ và lực lượng mật vụ dành toàn quyền để kiểm soát toàn bộ vấn đề an ninh bảo vệ cho các yếu nhân. Đây được xem là một trong những cái bản tiết lộ của một số nhân viên công lực ở địa phương tại Pennsylvania khi mà họ điều trần trước ủy ban về an ninh nội địa của Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới cuộc điều trần của bà Kimberly Chito thì bà lên tiếng cho biết là vụ âm mưu ám sát ông Trump là một thất bại lớn nhất của cơ quan này trong vài thập niên qua.
Bà giám đốc của cơ quan mật vụ Kimberly Chito trong ngày thứ hai nói rằng cơ quan của bà đã thất bại trong sứ mạng bảo vệ cho cựu tổng thống Trump trong việc mà bà đã lên điều trần ở trên sàn quốc hội với các nhà lập pháp của cả lưỡng đảng, đòi hỏi bà phải từ chức vì thất bại đã để cho tay súng lọt vào trong cái mái nhà nơi mà ông Trump đã có cuộc rally và nổ súng vào cái cuộc rally này. Và trong lần xuất hiện lần đầu tiên sau khi mà xảy ra cái biến cố ám sát cuộc vào ngày 13 tây tháng 7, bà Chito nhắc lại và khi mà bà đã gây nổi giận cho các nhà lập pháp chỉ ra và tránh né những câu hỏi liên quan tới bà không trả lời trực tiếp và bà viện dẫn là đang điều tra và bà tránh trả lời. Trong đó bà nói rằng việc mà bảo vệ sinh mạng của cựu tổng thống Trump là một thất bại lớn nhất của cơ quan mật vụ trong vài thập niên qua. Bà được biết là cơ quan mật vụ đã được thông báo trước về nhân vật tình nghi và từ 2 tới 5 lần trước khi mà nhân vật này bắn. Và trong đó bà đã cho biết rằng là bà không cho biết là bà có từ chức hay không. Tuy nhiên thì bà ta lên tiếng nói rằng bà ta sẽ làm tất cả mọi thứ để việc này không thể xảy ra lần nữa. Và cơ quan mật vụ đã có cái sứ mạng bảo vệ cho tất cả những lãnh đạo của quốc gia chúng ta vào ngày 13 tây tháng 7 và chúng tôi đã thất bại. Và các nhà lập pháp đã đặt câu hỏi xung quanh việc tay súng này có thể tiến gần tới vị ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa khi mà ông không được thông báo về tình trạng đe dọa này. Và bà Chido cho biết là ông Krug, tức là kẻ bắn, đã được nhìn thấy bởi nhân viên công lực ở địa phương trước khi mà vụ bắn xảy ra. Và một số những cái thiết bị nhỏ đã được phát hiện ở gần đó. Tuy nhiên bà ta cho rằng những thiết bị này là vẫn thường được các tay săn bắn sử dụng. Cho nên bà ta nói rằng là nhân viên mật vụ đã phân biệt cái sự đe dọa bình thường hoặc là sự chưa đe dọa và xác nhận sự nghi ngờ. Do đó họ bị confused trong vấn đề này. Đây được xem là câu trả lời của bà ta. Và cuối cùng thì dân biểu Mike Turner ở Ohio cho biết là thưa bà Chido, bởi vì ông Trump còn sống và cảm ơn Thượng Đế ông ta còn sống, bà có vẻ bất tài và nếu ông ta bị sát hại thì tôi không biết bà có tội hay không. Đó là lời phát biểu của ông dân biểu đưa ra. Bà Chido được xem là đã làm việc nhiều thập niên trong cơ quan mật vụ, khẳng định rằng bà ta là người đứng đắn để lãnh đạo cơ quan mật vụ bất kể sự thất bại. Trong khi đó thì dân biểu Khanna của Đảng Dân Chủ tại California đã lên tiếng và nói rằng cơ quan mật vụ đã thất bại trong việc ám sát cựu tổng thống Trump và điều này đã diễn ra dưới thời của cựu tổng thống Ronald Reagan. Sau khi mà vụ ám sát diễn ra thì người đứng đầu cơ quan mật vụ đã phải từ chức. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình của Quốc hội Hoa Kỳ khi mà mời bà giám đốc cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ ra điều trần về sự thất bại trong vấn đề bảo vệ an ninh cho cựu tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và các thành viên của cả Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã kêu gọi bà này từ chức. Sau khi mà bà ta điều trần thì hầu hết các thành viên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, trong đó bao gồm luôn Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm là ông James Comer, cũng như thành viên cao cấp của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm là ông Jeremy Raskin, đồng loạt lên tiếng và kêu gọi bà Chido phải từ chức. Trong cái ủy ban này, quý vị biết được đây là một mô hình của lưỡng đảng và tôi nghĩ ngày hôm nay chúng tôi đã có một sự thống nhất toàn diện về cái tình trạng bất mãn đối với lại cơ quan mật vụ và chúng tôi không có tin tưởng là bà có đủ khả năng lãnh đạo cơ quan này. Đó là lời phát biểu của ông Raskin đưa ra và ông Raskin nói với bà Chido rằng đã phía quốc hội đã mất niềm tin vào cái cơ quan này và được xem là một trong những cái giây phút đen tối nhất trong lịch sử của đất nước và chúng ta cần phải có một cái giải pháp tốt hơn. Cuộc điều trần này diễn ra 4 giờ rưỡi đồng hồ, có những sự căng thẳng và bà Chido vẫn tiếp tục nói rằng đây là một sự thất bại lớn nhất của cơ quan vụ trong nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, bà ta đã tránh né rất nhiều những câu hỏi và bà ta viện dẫn rằng những câu hỏi này liên quan tới cuộc điều tra và bà ta không tiện trả lời. Đây được xem là một trong những chi tiết liên quan tới tình trạng mà ra điều trần của bà ta. Trong ngày thứ tư thì giám đốc cơ quan điều tra liên bang là FBI cũng sẽ xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp và Chủ tịch của Hạ viện là ông Mike Johnson đồng thời cũng đã thành lập một cái ủy ban lưỡng đảng mà gọi là một cái ủy ban đặc nhiệm để mà chỉ ra cuộc điều tra của Hạ viện. Và đối với lại phía Đảng Cộng Hòa thì đã cơ quan mật vụ đã từng từ chối cái việc mà tăng cường bảo vệ cho ông Trump. Bà Chido cho biết là vấn đề an ninh cho cựu tổng thống Trump đã tăng rất là nhiều sau vụ bắn này và mức độ cung cấp an ninh cho cựu tổng thống Trump đã gia tăng trước và ngày sau cả cái cuộc rally vừa qua. Đó là lời phát biểu của bà ta. Và bà ta nói rằng là cơ quan mật vụ đã cung cấp tất cả những cái an ninh cho cựu tổng thống Trump trong cuộc rally. Tuy nhiên bà tái nhắc lại và từ chối những câu hỏi liên quan tới cái chi tiết trong vụ bắn của ở Pennsylvania và bà ta cho rằng là đang trong cái cuộc điều tra và bà ta không tiện trả lời. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc điều trần và bà ta đang đối diện với lời kêu gọi từ chức của cả lưỡng đảng của Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, sau khi mà có sự thất bại của cơ quan mật vụ thì một số thành viên của Đảng Cộng Hòa đã thúc đẩy việc phải có một cái tiêu chuẩn tự nhiên ở trong cái cơ quan mật vụ, sau khi mà cơ quan này đã thúc đẩy một cái chương trình gọi là DEI gây đầy thất bại. Dân biểu George Bridging của Đảng Cộng Hòa tại Oklahoma tin rằng là cơ quan mật vụ cần phải có lại, tái lập lại một cái tiêu chuẩn cũ trước đây là vấn đề tình dục tự nhiên và giới tính tự nhiên ở trong cơ quan này. Ông Bridging đã giới thiệu một cái dự luật trong đó gọi là Secret Service Rick Dines Act, trong đó nói rằng là dựa trên cái cân bằng tỉnh sau vụ ám sát hụt với cựu Tổng thống Trump tại Pennsylvania đã quá đủ cho cái chương trình gọi là đa dạng, hội nhập và bình đẳng. Chúng ta cần cái nhân viên mật vụ của chúng ta chuẩn bị đầy đủ và làm công việc của họ. Ông Bradshaw đã lên tiếng phát biểu như trên và ông nói rằng tay súng này chỉ cách cái khoảng cách với ông Trump khoảng 150 yard và nó chưa bao giờ xảy ra. Rõ ràng là hành động này cho thấy rằng cơ quan mật vụ đã sai lầm, và trong đó sự sai lầm này bắt nguồn từ cái chương trình DEI, tức là cái chương trình bình đẳng, hội nhập và đa dạng. Và nếu được thông qua thì cơ quan mật vụ sẽ phải yêu cầu thành lập một cái hệ thống tiêu chuẩn trong vòng 90 ngày và báo cáo với Quốc hội trong vòng 180 ngày để mà bắt đầu thuê mướn và huấn luyện. Đồng bảo trợ cho cái dự luật này là các dân biểu gồm có Troy Neal, Kershaw và Randy Weber của Texas, Andy Biggs của Arizona, Andy Oakley và Diana Hasbacher của Tennessee, Clay Hitchings của Louisiana, Lauren Popper của Colorado, Claudia Tenney của New York và Biden Donald cũng như là Anna Paulina Luna của Florida. Đây là dự luật nhằm có thể chấn chỉnh lại cơ quan mật vụ sau khi mà họ đã có những chương trình thuê mướn nhân viên mật vụ theo cái dạng gọi là DEI, không căn cứ trên khả năng mà lại căn cứ trên màu da, chủng tộc và giới tính. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bay tới Đông Nam Á để tái xác nhận mối quan hệ với các gọi là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ và đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ tại đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã bay tới Đông Nam Á trong tuần lễ này để thắt chặt sâu thêm các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh chiến lược theo tường trình của các giới chức đưa ra vào ngày thứ Hai. Hoa Kỳ đang tìm cách gia tăng sự ảnh hưởng nhằm chặn đứng sự bành trướng của Trung Quốc. Chuyến đi 10 ngày này sẽ giúp ông ta ghé qua Việt Nam, Lào, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Mongolia, tức là Mông Cổ. Và ông Blinken sẽ đưa một cái thông điệp của lời cam kết của Hoa Kỳ với các đồng minh ở khu vực. Theo tường trình của Daniel Christian Spring, được xem là viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao đưa ra, và chúng tôi sẽ thúc đẩy các cái mối quan hệ song phương, gia tăng tất cả các đồng minh và đối tác của chúng tôi, và chúng tôi sẽ có những cái thúc đẩy chưa từng có trong việc mà đối tác tại đây. Và Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã bắt đầu gia tăng lại tầm ảnh hưởng của họ với các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á, nơi đang có gọi là cạnh tranh và tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Bắc Kinh. Và chuyến đi này của ông Antony Blinken bao gồm luôn việc mà ông sẽ gặp gỡ với các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, các bộ trưởng nhóm họp tại Lào, nơi mà ông ta cũng sẽ gặp gỡ với lại Ngoại trưởng của Trung Quốc là Vương Nghị bên lề của hội nghị này. Và trước đó thì ông Joe Biden đã bắt đầu cho tăng cường cái quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực, và trong đó gần như đã được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chuyến đi quan trọng của ông Antony Blinken tới Đông Nam Á, và trong đó ông ta sẽ ghé qua Lào, Việt Nam, Singapore, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Đây được xem là chuyến đi khá quan trọng để nhấn mạnh cái vị trí của Hoa Kỳ đối với các đồng minh tại Á Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Việt Nam ngày hôm nay, của quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.